Thưa quý vị, trước những khó khăn của đời sống do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng người dân Đà Nẵng vẫn an tâm vươn khơi bám biển. Mới đây, với 2.000 lá cờ Tổ quốc được trao tặng tại Lăng Ngư Ông của phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, như khẳng định thêm sự đoàn kết và đồng lòng của người dân cả nước, gửi đến những người dân trong mỗi chuyến ra khơi, nơi vùng chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sau bao thời gian vất vả chống dịch, ngư dân của phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại tề tựu về Lăng Ngư Ông, một địa điểm được xem là linh thiêng đối với những người đi biển. Mặc dù số ngư dân đại diện khá lớn, nhưng công tác tổ chức phòng chống dịch luôn được đảm bảo. 2.000 lá cờ được báo người lao động phối hợp với công an phường Mân Thái và mặt trận Tổ quốc phường đã được trao tận tay cho đại diện các hộ ngư dân trên địa bàn. Hơn chục năm đi biển, khi nhận lá cờ Tổ quốc, ngư dân Lê Văn Thành vẫn bồi hồi những cảm xúc khó tả. Khi mà treo lá cờ trên chiếc tàu mình khi mà ra khơi á, thì mình thấy rất là tự hào, rất là đẹp. Vì lá cờ của Tổ quốc mình, thì mình ra khơi lúc nào cũng phải có lá cờ ở trên tàu để mình mang ý nghĩa là mình là người Việt Nam và lá cờ của Việt Nam. Mình treo lá cờ là của mình, là mình phải giữ biển đảo của Tổ quốc mình đi trên biển. Mân Thái có 15 khu dân cư, phần lớn người dân đều mưu sinh bằng nghề đi biển, nên có lá cờ Tổ quốc trên thuyền trong mỗi chuyến biển giúp cho họ thêm vững tâm vượt qua sóng to gió lớn. Bên cạnh đó, mặt trận Tổ quốc phường còn trao tặng 10 suất quà trị giá 5 triệu đồng nhằm hỗ trợ con em của các ngư dân vượt khó học giỏi. Dẫu trong bất cứ hoàn cảnh nào, chính quyền và nhân dân thành phố vẫn luôn đồng hành để ngư dân yên tâm bám biển. Thì chúng tôi thấy đây là một trong những hoạt động rất là ý nghĩa, và khi các đơn vị cùng nhau phối hợp thì tôi cũng mong rằng là chúng ta có thể là lan tỏa được cái nội dung này đến các cái đơn vị, các cái phường, các cái địa phương khác. Với những hoạt động như thế này, chính quyền và các đơn vị chức năng của thành phố Đà Nẵng mong muốn người dân sẽ ý thức hơn trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.